Xin chào quý vị nhà đầu tư. Hôm nay đã là ngày 31 tháng 3 năm 2021 rồi. Thì đã kết thúc quý 1 và kết quả kinh doanh của quý 1 năm 2021 sẽ dần được hé mở trong tuần tới và muộn nhất là hết tháng 4 năm 2021 này. Một cái câu hỏi mà rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm hiện nay đó là những công ty nào tăng trưởng lợi nhuận cao nhất để có thể tìm kiếm cơ hội từ đó đầu tư mang lại lợi nhuận cao. Thì hôm nay tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu xem những doanh nghiệp nào sẽ tăng trưởng lợi nhuận đáng kể nhất. Thì nội dung của chúng ta gồm có 3 phần như sau. Phần 1, dự báo kết quả kinh doanh quý 1 của thị trường chứng khoán Việt Nam, các công ty trên thị trường chứng khoán. Phần 2 là những ngành tăng trưởng kết quả kinh doanh mạnh là những ngành nào. Và cuối cùng, những doanh nghiệp tăng trưởng mạnh nhất chúng tôi dự báo đưa ra là những doanh nghiệp nào. Dự báo kết quả kinh doanh quý 1 2021 thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng tôi cho rằng kết quả kinh doanh chung của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam có thể tăng trưởng tới 30%. 30% nhé. Đây là một con số rất khủng khiếp, có thể tăng trưởng tới 30%. Kịch bản thận trọng nhất là 25%, tích cực nhất chúng tôi cho rằng khoảng 33%. Thì cái việc có thể đạt 30% là xác suất rất cao. Nguyên nhân đến từ 1. Covid-19 thì làm cho kết quả kinh doanh quý 1 2020 rất thấp, tức là cái nền kết quả kinh doanh của năm ngoái quý 1 rất thấp. Vì sao lại vậy? Ví dụ như OPLX bình thường lãi mấy trăm tỷ, gần nghìn tỷ, ngay quý 1 lỗ 1.893 tỷ, HVL lỗ 2.589 tỷ, Bình Sơn lỗ 2.330 tỷ, OI lỗ 423 tỷ, ví dụ thế. Nhưng mà đến quý 1 2021 thì có sự phục hồi rất tốt, khiến cho các doanh nghiệp tăng trưởng mạnh trở lại nhờ đầu tư công được thúc đẩy mạnh như chúng ta thấy đó. Rồi là chính trị thì đi vào một nhiệm kỳ mới, thế do đó là nó cũng thúc đẩy cái kinh tế làm ăn tập trung hơn để phát triển mạnh. Tiếp theo là những ngành tăng trưởng mạnh nhất là những ngành nào? Thì trước tiên chúng tôi phải đưa ra đó là ngành chứng khoán. Thì chúng tôi cho rằng ngành này có thể là ngành tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất thị trường chứng khoán Việt Nam trong cái quý 1 năm 2021 này. Bởi vì thứ nhất là thanh khoản thị trường chứng khoán kỷ lục trong năm 2021 với thanh khoản trung bình khoảng 18.000 tỷ đồng một phiên, cao gấp 2,8 lần so với năm 2020, còn so với quý 1 2020 thì chúng tôi nhận thấy nó còn cao gấp 3 lần cơ. Thì các cái doanh nghiệp mà có cái thị phần môi giới lớn thường được hưởng lợi nhất. Ví dụ như EDAI, HSC, VDD, bản Việt, MBS, SHB. Thì SHB còn được hưởng lợi nhờ cái cổ phiếu SHB. Đó, thì đấy là những cái cổ phiếu có niêm yết, còn tất nhiên những cổ phiếu không niêm yết thì nó cũng được hưởng lợi nhưng chúng tôi không liệt kê ra đây. Thứ hai đó là thị trường chứng khoán tăng tới 10% từ đầu năm đến kết thúc cái quý 1 năm 2021 này, khiến cho danh mục tự doanh tăng giá tốt. Ví dụ bản Việt có danh mục tự doanh rất lớn, họ sẽ tăng trưởng rất nhiều. Hay SI có danh mục tự doanh lớn, hay SHS có danh mục tự doanh chính là cổ phiếu SHB ấy, tăng giá rất khủng khiếp. Rồi thứ ba là cho vay ký quỹ đạt kỷ lục, tăng tới 2 lần so với trung bình năm 2020. Thì những cái công ty mà có thị phần khách hàng cá nhân nhiều thì nó sẽ được hưởng lợi, như VD, SI, HSC và MBS chẳng hạn, ví dụ như thế. Tiếp theo, ngành thứ hai chúng tôi cho rằng tăng trưởng lợi nhuận mạnh đó là ngành ngân hàng. Thì về con số phần trăm có thể ngành ngân hàng không bằng các cái ngành khác, nhưng về con số tuyệt đối thì nó rất lớn. Do một, nợ xấu giảm khi kinh tế tốt lên, khiến chi phí dự phòng nợ xấu giảm. Hai, tín dụng quý 1 so với cùng kỳ thì tăng trưởng rất cao. Quý vị lưu ý, người ta nói rằng tín dụng quý 1 của khối ngân hàng tăng trưởng rất chậm, có 1% thôi, đó là tăng trưởng so với quý 4 năm 2020. Còn quý 1 2021 này so với cùng kỳ quý 1 2020 thì nó có một cái sự tăng trưởng rất mạnh, không hề kém đâu ạ. Thì thành ra là nó cũng giúp phần tăng trưởng lợi nhuận cho các ngân hàng tốt. Thứ ba nữa là lãi suất thấp, CASA tăng. Lãi suất thì bây giờ tuy có nhúc nhích một chút nhưng so với đầu năm 2020 vẫn rất thấp. Rất thấp. Rồi là CASA của các doanh nghiệp, các ngân hàng nhìn chung đều tăng rất mạnh, do người dân giảm sử dụng tiền mặt, sử dụng dịch vụ ngân hàng nhiều hơn, đúng không ạ? Từ đó làm cho NIM tăng.
Thứ tư là dịch vụ bảo hiểm và các cái dịch vụ khác phát triển mạnh cũng sẽ đóng góp đáng kể cho kết quả của ngân hàng. Ngành thứ ba chúng tôi muốn nói đến đó là ngành vật liệu xây dựng. Thì nguyên nhân thì cũng gần giống như ở trên, đó là hưởng lợi lớn từ đầu tư kia công khiến sản lượng tiêu thụ mạnh. Bên cạnh đó là giá bán tăng mạnh hơn so với giá thành sản xuất giúp cho tăng lợi nhuận cao. Và ngành tiếp theo là ngành nhiên liệu và năng lượng. Thì ngành này có thể nói thậm chí tăng trưởng còn kinh khủng hơn cả ngành chứng khoán cơ. Tức là giá nhiên liệu và năng lượng tăng trưởng mạnh, đó là giá dầu chẳng hạn. Thì như ở năm 2020 chúng ta chứng kiến có lúc giá dầu xuống âm 36 đô, 38 đô. Thì bây giờ giá dầu cũng đã khoảng 70 đô rồi. Đó, thì nó tăng trưởng mạnh, sản lượng tiêu thụ tăng mạnh do kinh tế phục hồi. Thì giá của nó tăng mạnh như tôi vừa nói, rất khủng khiếp. Và thứ ba là kết quả kinh doanh năm trước của các cái công ty nhiên liệu như chúng tôi ví dụ âm rất nhiều. Ví dụ như PLX âm này, đúng không? OIL âm này, BSR âm chẳng hạn. Đúng không ạ? Thì bây giờ nó tăng giá rất mạnh thì nó lại không những không bị ảnh hưởng xấu như thế mà nó lại còn được hưởng lợi tốt nữa. Thế thành ra tăng trưởng rất cao. Và các doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất là thì tất nhiên có cả nghìn doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận mạnh, nhưng mà chúng tôi chỉ lưu ý những cái doanh nghiệp lớn chính đáng để quan tâm thôi. Ví dụ như PLX thì chúng tôi cho rằng tăng trưởng nó là vô cực rất nhiều, tức là từ âm chuyển sang dương. Mà dương ở đây chúng tôi cho rằng dương rất mạnh, có thể quanh 1.000 tỷ cơ. Tức là từ âm gần 2.000 tỷ mà dương 1.000 tỷ, tăng trưởng khủng khiếp, đúng không ạ? Tiếp theo là chứng khoán SA tăng trưởng khoảng 4.000% đổ lên, có thể đạt 5-6.000%. Bởi vì chứng khoán SA quý 1 2020 kết quả cực kỳ thấp, có 8 tỷ thôi. Đó, thế thành ra quý vị lưu ý tuy tăng 4.000-5.000% nhưng mà chúng ta cũng phải lưu ý cái số tuyệt đối một chút ạ. Tiếp theo về chứng khoán VND thì tăng trưởng khoảng 400-550%. Thì VN Direct này quý 1 đạt khoảng độ hơn 55 tỷ. Thì đó là 2020, còn quý 1 2021 thì có thể đạt 300 tỷ sau thuế, thậm chí hơn. Còn bèo bọt nhất nó cũng phải được khoảng hơn 200 tỷ. Đó, thì đấy là kết quả rất tốt. Từ cái việc là thanh khoản rất mạnh, thì mỗi ngày công ty chứng khoán này với cái thị phần khoảng 7% thì mỗi ngày thu phí môi giới đâu đó khoảng hơn 4 tỷ. Rồi ngoài ra còn phí margin của họ thì kinh khủng. Bởi vì dư lợi margin có thể đạt 5-6 ngàn tỷ mà nhân với lãi suất khoảng 12-13% lên, đúng không ạ? Thì nó khoảng 700 tỷ một năm. Thì tương đương với mỗi ngày là doanh nghiệp này thu từ cái phí margin cũng khoảng độ gần 3 tỷ nữa. Môi giới 4 tỷ là hơn 7 tỷ rồi, đúng không ạ? Ví dụ thế, rất là khủng khiếp. Tiếp theo là Bản Việt, chứng khoán Bản Việt thì chúng tôi cho rằng tăng trưởng trên 150% nhờ vào cả môi giới tốt, danh mục tự vay của nó tăng trưởng rất mạnh. Tiếp theo đó là tập đoàn Hòa Phát. Thì Hòa Phát chúng tôi cho rằng tăng trưởng lợi nhuận có thể đạt 150%, thậm chí đến 200% nhờ vừa tiêu thụ rất là mạnh. Đặc biệt là HRC của Hòa Phát thì đắt như tôm tươi, ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Và từ đầu năm 2021 sẽ hoạt động full công suất toàn bộ các nhà máy. Bên cạnh đó thì cái giá thép đã tăng rất mạnh trong cái tháng 2, tháng 3 vừa qua. Trong khi để mà có được cái thép để bán đó thì họ nhập nguyên liệu trước đó thì giá thấp. Thế thành ra là Hòa Phát được hưởng lợi kép trong cái quý 1 này. Thậm chí nếu mà họ ghi nhận, theo chúng tôi ghi nhận một cách phù hợp đúng đắn thì có thể trên 6.000 tỷ lợi nhuận sau thuế. Và trong khi cùng kỳ năm trước thì chỉ có 1.000 mấy trăm tỷ thôi, rất thấp đúng không ạ? 2.000 tỷ thôi, 2.200 tỷ thôi, rất thấp đúng không ạ? Tiếp theo đó là Ngân hàng Quân đội. Thì lợi nhuận có thể tăng trưởng trên 50% so với cùng kỳ. Thì nguyên nhân cũng đến từ cái ngân hàng này tăng trưởng cái CASA rất tốt, NIM, làm NIM tăng tốt. Bên cạnh đó là các cái dịch vụ khác của họ tăng trưởng cũng rất là mạnh mẽ. Tiếp theo là Vietinbank thì tăng trưởng lợi nhuận cũng trên 40%, VIB tăng trưởng lợi nhuận trên 50%, Techcombank thì tăng trưởng lợi nhuận trên 30%, ACB tăng trưởng lợi nhuận trên 30%, Tiên Phong Bank tăng trưởng lợi nhuận cũng khoảng 30% đổ lên. Và Vinhome thì chúng tôi cho rằng 6 tháng đầu năm tăng trưởng sẽ rất mạnh. Cái việc hạch toán của Vinhome tất nhiên chúng ta không thể chắc chắn 100%, nhưng mà chúng tôi kỳ vọng rằng năm nay lợi nhuận của Vinhome có thể tăng trên 50%. Tức là đây là một doanh nghiệp sẽ tiếp tục dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam về lợi nhuận. Tức là đạt khoảng độ có thể đạt 30.000 tỷ lợi nhuận sau thuế đến 35.000 tỷ lợi nhuận sau thuế. Thì Vinhome năm 2020 đâu chiếm tới 50% sàn toàn bộ lượng giao dịch bất động sản ở Việt Nam. Thì có thể thấy khủng khiếp như thế nào. Bên cạnh đó thì cái biên lợi nhuận của Vinhome thường rất cao, lên đến khoảng gần 50%. Quý vị tưởng tượng họ bán chung cư cho quý vị khoảng 30 triệu mét thì lợi nhuận của họ là 15 triệu đấy. Rất khủng khiếp. Thì trên đây là tôi đã đưa ra để quý vị tham khảo về những cái doanh nghiệp hàng đầu
với cái lợi nhuận tăng trưởng rất mạnh. Tuy nhiên, quý vị cũng cần phải lưu ý, không chỉ là tăng trưởng lợi nhuận cao là tạo ra cơ hội tăng lợi nhuận đâu. Thì tăng trưởng tốt chỉ là cơ hội khi định giá còn hấp dẫn. Và định giá còn hấp dẫn thì quý vị và các bạn có thể tham khảo một số công ty chứng khoán cũng như tham khảo các cái định giá trên AZFIN Việt Nam. Hoặc quý vị và các bạn có thể trao đổi ở dưới comment của cái clip này. Đó, thì trên đây là tôi đã trình bày đến quý vị và các bạn những cái doanh nghiệp tăng trưởng mạnh lợi nhuận trong năm 2021 này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mạnh dạn đưa ra cái dự báo mà không một bên nào dám đưa ra dự báo tăng trưởng lợi nhuận đến 30% cho các công ty. Thì chúc quý vị và các bạn luôn đầu tư thành công. Nếu quý ông thấy thú vị, thấy hữu ích thì hãy share cho những người bạn mình cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau đầu tư để cho nó hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.